bạn quay trở lại với kênh Zika Audio. Tất cả mọi thông tin mua sắm hay cần tư vấn cụ thể chi tiết hơn thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho công ty Zika qua một trong hai số hotline. Hoặc có thể bớt chút thời gian vàng ngọc của quý anh chị đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm cũng như nghe trực tiếp những sản phẩm ở bên công ty Zika giới thiệu đến quý anh chị. Trong video ngày hôm nay thì bên Zika có lên sóng cũng như ghép một cấu hình combo cho quý anh chị tham khảo. Và đây cũng là một video dựng theo yêu cầu của một anh khách hàng ở Thạch Thất, Hà Nội có yêu cầu phối ghép vào một cấu hình đồng bộ toàn bộ tất cả các thương hiệu lớn hội tụ vào một cấu hình combo có đầy đủ loa trầm và đẩy vang nâng mic. Ở đây thì bên công ty Zika ghép cho quý anh chị một cặp loa cây WeWood G4000 với phong cách thiết kế rất sang trọng như trên là quý anh chị đang nhìn thấy đây. Với cặp loa G4000 này có hai tông màu chủ đạo, một là màu đen và màu vàng ánh kim loại, rất đẹp và sang trọng phải không, lấp la lấp lánh. Hệ thống loa thì được thiết kế hoàn toàn ra phía trước, gồm các loa lớn bé như sau. Đầu tiên là một con loa siêu chép kèn ở phía bên trên và hệ thống ba con loa chép màng giấy ở phía bên dưới theo phương thẳng đứng. Quý anh chị có thể nhìn thấy được trang bị cả giải trung cao và giải trung trầm đều lần lượt, như là đường kính của trung cao là 16 này, ở trung trầm là 20, gân vải tầm dầu. Thông số kỹ thuật cho quý anh chị tham khảo biết thêm sâu hơn thì phiên bản này đánh từ min là 350 cho đến max là 700, được sản xuất tại công xưởng cũng nhà máy chính hãng của WeWood là tại Đài Loan, và phiên bản này nhập khẩu 100% về thị trường trong nước chúng ta. Hiện tại bên chúng em đang phân phối hàng độc quyền chính hãng tại Sulum. Với bát 30 gân mút xốp cho ra chất âm mạnh mẽ uy lực, màu sắc đẹp sang trọng, chiều cao tổng thể là 115 cm, ngang 38, sâu 30, kích thước rất phù hợp để quý anh chị có thể để dưới đất hoặc là để kệ hoặc là để đôm như em đang để demo đây. Và tiếp theo sản phẩm thứ hai đó là một mẫu loa siêu trầm đang rất là hot, cũng như là vừa mới được ra mắt trình làng được vài ngày nay, và cái độ nóng độ hot của nó cũng như được sự phong cách thiết kế độc đáo của phiên bản loa 212SX này nó đem lại, nên là quý anh chị đang rất là tò mò phiên bản này. Và cấu hình phiên bản này thì cho ra công suất dao động từ 450 cho đến 1000W và được trang bị gồm 4 loa đường kính bát 30, rất khủng phải không quý anh chị. Màu sắc phiên bản này thì nó thể hiện được luôn cái sự đẳng cấp sang trọng rồi, với cái màu sơn nano với công nghệ sơn 7 lớp khác nhau. Chiều cao cũng như là chiều ngang và chiều sâu, nếu quý anh chị muốn quan tâm sâu hơn về chi tiết của cái mẫu loa zoom này có thể vào kênh của em để xem cái video đăng tải ngày hôm qua. Vì đây là ở đây thì rất nhiều các thiết bị để được lần lượt giới thiệu, thì em xin đến tiếp thiết bị thứ ba, đó là chiếc đẩy hai kênh D500 Pro chính hãng WeWood, công suất cho ra 1000 và nó là dòng mạch class H, tiếng rất sạch và sáng, tiếng công suất khỏe, có thể đánh được những cặp loa 30-40, thậm chí đánh cả những cặp loa 40 kép. Đấy, dòng full không thể thiếu được vang, thì ở đây em đang sử ghép cho quý anh chị một con vang T9 Pro, một con vang đang dễ sử dụng, dễ chỉnh, có nhiều cái tính năng vượt trội như là 48 bit DSP nhân 2 này, tích hợp giải mã cũng như là hệ thống reverb tự động giúp quý anh chị dễ dàng hát và có giọng hát chuyên nghiệp hơn, nâng tiếng CB800 Ultra, đó là cái thiết bị không thể thiếu trong bộ dàn karaoke rồi, giúp nâng các biên độ nhạc lên từ bass, trung, chép. Bộ mic không dây WeWood VK321, dòng mic 6 số được trang bị công nghệ bước sóng UHF tốt này, cảm biến gia tốc, cảm biến nhiệt, trang bị 4 dâu giúp quý anh chị có thể sử dụng luôn cả cái không gian rộng, tất cả các ngõ ngách, kể cả quý anh chị ở trên tầng 2 và hát ở dưới tầng 1 vẫn có thể cầm mic hát được. Cái công nghệ bước sóng UHF này nó tốt giúp cho quý anh chị có thể xuyên tường được trong bước sóng. Tay mic thon gọn màu vàng gold. Và tổng cái bộ combo này thì em sẽ để giá công khai trên tiêu đề, và sau đây không để mất nhiều thời gian của quý anh chị thì em sẽ đi vào test nhạc và test luôn một bản karaoke. Em sẽ đi tập test karaoke luôn nhá. Quý anh chị có thể đeo tai phone vào để cùng bên công ty chúng em để trải nghiệm cái đoạn karaoke trên cấu hình combo VIP đồng bộ thương hiệu WeWood này. Thật xa theo những
tình đi qua trong mong mong tìm lối trái tim vỡ tan nhặt lại từng cười rung rung ngàn vẫn xót xa cho chính đời vì người em yêu đã nói dẫu nhạc tuyệt vời như thế là khi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu cho tim cảm thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả thời xuân rơi theo môi. Dưới chân là cả thời xuân.